Tập phim Lễ hội khinh khí cầu. Xin chào tất cả các bạn. Anh em nhà bút rất vui khi được gặp lại các bạn đó. Một tuần qua các bạn như thế nào? Có hoạt động gì vui chưa? Thì hãy cùng chia sẻ với tụi mình nha. Bật mí với các bạn là cuối tuần qua, nhà bút đã có một trải nghiệm cực kỳ thú vị khi được tham gia lễ hội khinh khí cầu. Các bạn nào từng tham gia bay cùng khinh khí cầu chưa? Sau đây, mời các bạn hãy cùng lớp vẽ bút chì theo dõi xem anh em nhà bút đã chơi vui như thế nào nha. Khinh khí cầu là một trò chơi được tất cả mọi người yêu thích, nhất là các bạn nhỏ đó. Được bay lơ lửng trên không trung, cảm giác sẽ rất tuyệt vời. Hôm nay, em Vàng và anh Bút Chì sẽ bay chung một khinh khí cầu nha. Mình cùng vẽ khinh khí cầu thôi. Chúng ta sẽ vẽ vỏ khinh khí cầu trước. Vỏ khí cầu thì giống như hình trái bóng bay đó nha. Nó được làm từ vải dù bền chắc. Chúng mình sẽ vẽ thêm đường vòng cung ở bên trong. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ vỏ hành khách nha. Hành khách tham gia sẽ đứng bên trong chiếc vỏ này nè. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ khinh khí cầu của anh xanh và anh đỏ. Các bạn có còn nhớ cách vẽ anh xanh không? Anh xanh trông rất là hào hứng có đúng không? Xanh là anh đỏ. Bạn nào chưa nhớ cách vẽ thì hãy theo dõi thật kỹ nha. Mình sẽ vẽ vỏ khách hàng và vỏ khinh khí cầu như bên kia luôn. Cái vỏ lúc bay sẽ căng phồng ra rất là to luôn đó các bạn. Các bạn nào biết khinh khí cầu dùng khí gì để bơm vào không? Hãy thử comment bên dưới xem các bạn có nói đúng không nha. Bật mí với các bạn, đó là khí heli đó. Khí heli rất nhẹ nên khi bơm vào khí cầu sẽ bay đó các bạn. Lễ hội này có rất nhiều bạn ở khu phố Búc cùng tham gia. Chúng ta sẽ vẽ thêm những khinh khí cầu khác cùng bay lơ lửng nha. Cùng vẽ thêm những đám mây và những cánh chim ở đằng xa nữa. Wow, được bay lơ lửng trong không trung và ngắm mây trời thật là tuyệt vời. Đã bước đầu hoàn thành những nét vẽ của tập phim này rồi. Tuy nhiên, bức tranh còn rất đơn điệu. Như vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng tô màu lên cho nó nha. Tóc của em Vàng thì sẽ tô màu đỏ.
và mặt thì tất nhiên là có màu vàng rồi. Anh bút chì sẽ có màu cam quen thuộc. Chúng ta sẽ tô cái vỏ hành khách màu nâu nha. Đến vỏ khinh khí cầu nè. Em Vàng đã chọn khinh khí cầu của mình là màu hồng yêu thích. Mình sẽ tô màu hồng xen kẽ màu đỏ nha. Xanh thì mình sẽ tô màu xanh thôi. Trên áo anh xanh còn có hình một chú cá màu kem nữa. Anh đỏ thì các bạn đã tô quá quen thuộc rồi, có đúng không? Cầu sẽ có nhiều màu sắc rực rỡ, xen kẽ và khi bay lơ lửng trên không trung, nhìn chúng như những bong bóng cầu vồng đang bay y như một thế giới cổ tích luôn. Anh xanh và anh đỏ đã chọn khinh khí cầu có màu đỏ và màu xanh đang xen với nhau. Các bạn cũng có thể tô những màu khác mà các bạn yêu thích nữa nha. Chọn màu xanh lá nè và thêm màu xanh dương nữa. Tụi mình cùng tô một số chi tiết như đám mây và chim để hoàn thành bức tranh này nha. Lễ hội khinh khí cầu đã hoàn thành xong rồi đó các bạn. Bạn nào chưa tham gia trò chơi này thì hãy rủ bạn bè và gia đình mình cùng chơi thử nha.
chắc chắn sẽ rất là thú vị luôn đó. Còn bạn nào có ý tưởng gì muốn gia đình Búc cùng vẽ thì hãy comment để tụi mình cùng thực hiện với nha. Nếu thích tập phim này thì các bạn hãy like và rủ bạn bè mình cùng xem với nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.